Do chị đi mới vừa mua tặng Chí Cảnh một cái ngôi nhà nó quá bự cho nên mấy ngày hôm nay là Chí Cảnh có tuyển giúp việc nhưng mà vẫn chưa có tìm được. Thì hiện tại Chí Cảnh thấy có rất là nhiều người nhắn tin gọi điện á muốn vào làm, nhưng mà ở trong đó thì có hai ứng viên mà Chí Cảnh thấy có nghĩa là có kinh nghiệm, có tiềm năng á. Đầu tiên là cái bé Nga Hồ, thứ hai là cái bé Lành. Thì bé Lành và bé Nga Hồ này đều nhắn tin gọi điện xin vô làm. Thì bây giờ Chí Cảnh xin hỏi cô chú anh chị là mình có nên cho vô làm hay không, và đặc biệt là sẽ nhận bé nào, bởi vì Chí Cảnh cảm thấy rất là phân vân á, không biết là nên nhận bé nào nữa, bởi vì thấy hai bé này là ngang tài ngang sức. Cho nên là bây giờ mình sẽ phân tích ha, mình sẽ phân tích coi thử coi là nên chọn bé nào có ưu điểm hơn thì mình sẽ nhận bé đó ha. Thì đầu tiên thì cái điểm chung của hai cái bé này là đều bị hô. Nói chung là hai bạn này bạn nào cũng hô hết trơn á. Thứ hai là hai bé này làm nấu ăn rất là ngon, biết nấu ăn rất là ngon. Thứ ba nữa là có kinh nghiệm trong cái lĩnh vực ô sin, giúp việc đồ này nọ rồi đó, thì hai bé này đều có kinh nghiệm như nhau hết. Nhưng mà ở cái bé Nga Hô á thì thứ nhất đó là bé Nga Hô là có sức trẻ, trẻ hơn cái bé kia cho nên là sẽ có sức khỏe hơn, coi như là kiểu có cái sức bền hơn. Còn cái bé Lành á thì hơi bị lớn tuổi, hơi bị già cho nên là Chí Cảnh nghĩ rằng là cái sức thì sẽ không có bằng bé Nga Hô. Cái thứ hai nữa thì bé Lành á mặc dù là hơi già nhưng mà có thể là bé Lành sẽ có kinh nghiệm, giống như kiểu có kỹ năng, có kinh nghiệm. Và Chí Cảnh đang phân vân là không biết nên chọn bé nào, bởi vì mỗi bé có một cái sở trường, có một cái ưu điểm á mọi người. Nói về bé Nga Hô thì bé Nga Hô là một cái bé mà trước đó nghe nói là nấu ăn rất là ngon, rất là ân cần tỉ mỉ, chịu thương chịu khó, coi như là biết làm việc nhà rồi kỹ lưỡng đồ này nọ rồi đó. Thì bé Nga Hô là được cái đó. Còn bé Lành thì mặc dù là cũng biết nấu ăn nhưng mà không biết là nấu giỏi hay nấu dở. Nhưng mà có một cái điểm trừ của bé Lành đó là do bé Lành hơi bị già cho nên là sợ là không có đảm bảo được sức khỏe, giống như kiểu hay bị bệnh đâu này nọ rồi đó, cho nên là cứ là sợ là sẽ không có đảm bảo sức khỏe được. Cho nên là Chí Cảnh đang rất là phân vân đó mọi người, không biết là nên chọn bé nào. Thì nói về cái bé Nga Hô đó thì mặc dù bé Nga Hô là một cái bé còn rất là trẻ có sức, nhưng mà Chí Cảnh nghĩ là cái mặt của cái bé Nga Hô thì ngoài cái chuyện mà bị hô á thì cái mặt của cái bé Nga Hô là giống như kiểu hơi bị sao ta, hơi bị cản tài cản lộc đó, giống như kiểu nó hơi bị âm trì đó, nó không có được vui á mọi người, nó không có được vui. Rồi sợ là ví dụ như sáng sớm mà cái mặt mà nó chù ụ như vậy đó thì rất là khó để mà buôn bán, giống như kiểu mình vừa mở livestream vô cái bả bắt đầu bả lướt qua cái là coi như là nó xui liền, nó cản tài cản lộc liền. Thì mặc dù là Nga Hô thì còn rất là trẻ nhưng mà cái mặt không có được vui, nó không có được tươi á mọi người. Thì có thể là do má của Nga Hô đẻ Nga Hô ra cho nên là đã có một cái cơ mặt là không có được vui như vậy rồi. Không biết là có ai giật hụi giật hè, có ai ăn hết của Nga Hô hay không mà không bao giờ thấy Nga Hô cười, rất là thắc mắc luôn á. Cho nên là cũng rất là phân vân. Đầu tiên là Chí Cảnh định chọn Nga Hô rồi nhưng mà nhớ sực lại là cái mặt Nga Hô không có được vui, không có được vui như vậy thì sẽ làm cho tài lộc á nó không có được vào á mọi người. Thêm nữa Chí Cảnh là một cái người buôn bán nữa mà ví dụ như vừa mở cửa ra mình gặp cái mặt Nga Hô như vậy thì cũng rất là khó đó mọi người đó, cho nên rất là phân vân. Còn nói về cái bé mà bé Lành á thì mặc dù là bé Lành lớn tuổi nhưng mà được một cái là bé Lành vui vẻ, bé Lành vui vẻ có năng lượng, truyền một cái năng lượng tích cực, ví dụ như mình buồn buồn mà gặp bả thôi mình cũng vui nữa mọi người ha. Cho nên là không biết nên chọn bé nào luôn đó thật sự, tại vì mỗi một bé thì cũng có một cái ưu điểm, cũng có một cái khuyết điểm, nhưng mà cũng có một cái điểm chung là cả hai là đều bị hô rồi, cả hai đều có kinh nghiệm trong cái lĩnh vực làm người làm rồi đó, giúp việc rồi đó, rồi thêm nữa là cũng có cái kinh nghiệm nấu ăn nữa ha, cho nên là rất là phân vân. Nhưng mà Chí Cảnh cũng rất là lo ngại, rất là quan ngại là bởi vì á cái tính Chí Cảnh thì thường á hả là hay cái kiểu mà hớ hên đó mọi người, giống như kiểu là tiền đồ này nọ là Chí Cảnh hay giục tùm lum á mọi người, giống như kiểu mà đi đâu về mà cầm một đống tiền là Chí Cảnh hay giục 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 tùm lum đó. Thứ hai nữa là vàng, mới sắm vàng rất là nhiều luôn mà nhà thì không có két sắt,
nhà không có két sắt rồi giục tùm lum hết trơn á, đeo rồi giục như vậy đó, thì chí Cảnh cũng cảm thấy rất là lo lắng đó mọi người, cảm thấy rất là lo lắng. Và thêm nữa là nhà của chí Cảnh thì không có camera, không có camera, mà thêm nữa cái tính của chí Cảnh là nó hơi bị kiểu mà mình tin người á, kiểu mình nghĩ là ai cũng thật thà, cho nên là thường chí Cảnh cứ quăng tùm lum á mọi người, tiền rồi đó là tôi hay quăng tùm lum như vậy đó, rồi vàng vòng rồi là tôi đeo xong rồi tôi hay giục như vậy nữa, cho nên là cũng cảm thấy rất là quan ngại đó mọi người. Cho nên là rất là mong mọi người cho chí Cảnh xin cái ý kiến là nên nhận bé nào giữa hai bé, bé Nga Hô và bé Lành, thì bé nào thật thà hơn, bé nào có cái sự tin tưởng hơn. Chứ bây giờ tại vì chí Cảnh cũng khá là coi như là cũng có điều kiện đó mọi người. Thứ nhất là điện thoại chí Cảnh rất là nhiều luôn á mọi người, điện thoại iPhone 15 mà chí Cảnh có 4-5 cái, rồi Samsung rồi tùm lum hết trơn á, mà bình thường chí Cảnh nhiều cái chí Cảnh không có xài tới, rồi chí Cảnh bỏ đâu, nhiều khi bỏ ở đây ở kia giục tùm lum hết trơn nữa. Mà trong khi đó điện thoại của chí Cảnh là bao gồm những cái thông tin rất là quan trọng, những cái tài khoản rồi email rồi tài khoản ngân hàng đồ này nọ đó, là nói chung là chỉ cần bấm nhau là chuyển thôi đó, chứ không chỉ cảnh không có cài mật khẩu, tại vì sợ mất thời gian đó mọi người, cho nên chỉ cần chạm chạm vô một cái là được rồi. Rồi điện thoại giục tùm lum hết trơn, bây giờ tôi còn không nhớ là tôi có bao nhiêu cái điện thoại nữa, rồi mới sắm vàng tùm lum hết nữa mọi người. Rồi trời ơi, chỉ cảnh là một cái người thường xuyên hay bỏ quên tiền trong túi áo túi quần nè, nhiều khi tôi bỏ hả 5-6 triệu ở trong túi áo túi quần tôi bỏ vô mà tôi giặt đồ luôn vậy đó, cho nên tôi cũng cảm thấy rất là lo lắng đó mọi người, cho nên rất là cần một cái người thật thà thì mới được. Chứ cái tính của chí Cảnh thì hay giục tiền giục vàng tùm lum hết trơn á mọi người ơi, tôi giục tùm lum hết trơn á, cho nên là bây giờ không biết là nên chọn bé nào nữa ha. Cho nên là rất là cần cô chú anh chị cho chí Cảnh xin một cái lời tư vấn là nên nhận bé nào. Tại vì thật sự mà nói thì hai bé này đều đủ điều kiện, coi như là biết nấu ăn nè, rồi cũng biết dẹp dọn nhà cửa, có kinh nghiệm, như vậy là ok la rồi. Thứ hai nữa là ở gần nhà chí Cảnh nữa, cho nên đi qua đi lại cũng rất là dễ dàng luôn. Tại vì chí Cảnh muốn là tuyển một người, muốn ở lại cũng được, muốn đi về cũng được, nhưng mà quan trọng là phải ở gần. Tại vì nhiều khi chí Cảnh đi công tác 5-6 ngày thì chí Cảnh sẽ giao nhà luôn cho luôn á, để mà ở nhà dọn dẹp rồi coi giùm hai cái bé mèo nữa, cho nên là chí Cảnh phải giao nhà nhiều khi cả tuần luôn, nhiều khi nửa tháng luôn á mọi người. Cho nên là cần một người phải có một cái sự tin tưởng. Cô chú thấy là nên chọn bé Ngao Hô hay là nên chọn bé Lành đó, rất là phân vân luôn. Thì bây giờ như vậy ha, bây giờ chỉ cảnh tính như vậy nha, chỉ cảnh quyết định như vậy nha, làm bây giờ là má nào mà đi niềng răng, đi má nào đi niềng răng mà tháo trước đó là chỉ cảnh nhận má đó. Bây giờ là giữa hai má nào, má Lành với lại má Nga Hô nè, hai má nào, má nào mà đi niềng răng đi đều đặn đi ok la đi hết hô đi, rồi tôi về tôi nhận cho ha, như vậy công bằng chưa? Chứ bây giờ là hai má hả ngang tài ngang sức 1-9 1-10 như vậy thì biết nhận ai, nhận người này thì người kia buồn. Cho nên là bây giờ bà nào mà đi niềng răng, đi niềng răng mà tháo trước đi, tôi nhận người đó ha, nó phải đều, nó phải trắng, nó phải kiểu giống như răng của tôi như vậy nè, thì ok la chịu chưa nha. Nga Hồ với lại bé Lành nè, khi nào đi niềng răng về rồi inbox chí Cảnh, rồi chí Cảnh nhận vô làm lương cao lắm nha.